Bà sức đấy, dùng mà mời mê rin tí buôn bà nâng nông chung phụ trong cơ hội nâng cư nìa ông bì cà bộ hydrat nâng lipid bà mê rin xong khép ở với tới chứ cà bộ hydrat bà à là dùng mà mơ rụp bộ môn cà bộ hydrat cư xe ấm bà H2O tiếng ổn nâng cư cà ta ấy sân tuộc N bà cứ chi hydrat rồi cà bào bà kia ta hydrat rồi cà bào Hydrat mà tạm bắt cứ mình lấy thật tức bà H2O nó cứ tức nữa còn này miền bạch chấm mình lấy chung mua thả O bà O O thò thả C bổ mùi hay là P O bổ mùi nên cứ mình lấy thả glucose bà cứ ăn glucose lấy O Carbohydrat xong đào bà thiệt carbon hydrogen nên oxygen mình bày nữa bà carbon hydrogen oxygen nếu không carbohydrate kita tên chụp bà tia bằng công nhật tí cứ miền alcohol và aldehyd nâng nâng ceton và đừng ấy aldehyd nâng ceton cứ chia isomer nâng khía hay bệnh khía đấy cứ alcohol lấy khía đấy và ồ xong tổ alcohol ở đấy và tại aldehyd nâng ceton cứ chia isomer nâng khía mình thả và sân chia acetone nâng nâu trong xài mình thấy nó carbon trong xài cứ việc lại thì chỉ aldehyde mà việc nâng nhưng nâng hao việc thì chỉ aldehyde score bà score cứ miền bận tụ bà bằng công ty aldehyde cái hao tha aldose bà score cứ miền aldehyde bà score dương nhắm bà score đại miền bằng công acetone vĩnh cứ cái hào tha bộ phụ score cetone và score aldo cứ miền aldehyde score cetone cứ miền 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 cetone và đặc biệt nông cá chạy thân ạ ở bậc bầu hydrat cứ cái chạy mạch bạn chỉ chữ kê bẩm bài thân ạ cái bầu hydrat từ tam tầm ruộng được hàng cáo và cứ chấm pua mono saccharid mà mono mình thà muối miễn là chỉ bộ glucose, fructose, galactose, nâng maltose. Bộ nâng cứ chỉ những hạt tham monomia các bạn đấy mà nên thật mà thiết để tốt bằng phát robot score nâng và robot cả bộ ít ra nâng cho bộ đi sạc rít cứ miễn thả score pi cho rung khí nha ở thỏa thả saccharose cứ xong rồi viên glucose hay nâng fructose được chia lactose, được chia maltose, và cứ bộ phê score để miền monomia pi cho ruộng khía, nằm bài xong cho khía, còn kết bạn được chia score, một cái score đi sạc rịt nhé. Hai, bà xanh chia glucose tràn, và glucose tràn cứ miền này thả, glucose tràn, rồi có vì miền tràn cứ hạt tập poly poly cứ tràn cứ glucose chỉ tràn bằng cách ban được chỉ amidon mà hay rồi có được chỉ bộ cellulose cứ xong pi carbohydrat monomia tràn bằng cách ban được chỉ amidon glycosen mà glycosen có được như thế này cứ chỉ cả bản xong rồi những monomia dạng tràn dextrin mà bộ phận dextrin bộ phận ấy nó cứ chỉ bộ saccharide đại saccharide polysaccharide đại miền chia làm buồng ấy chẳng tệ bà chấm po monosaccharide cứ mình thả carbon và carbon hydrat mình rong hydrolyse tệ tệ bà cứ chia smart thiệt trong cầu ấy để vì mình ăn bằng vậy to tiệt bán bà mình rong hydrolyse bằng to tiệt bán cana tụi bây giờ dùng đo carbohydrate để tôi cái hào tha monosaccharide mới tha chia carbohydrate để tôi chừng kế ấy và ô tô hồ đôi chia atom carbon pram cái hào tha pantos mà cứ miên carbon tập pram mề mà cứ ắt tôi tham pram năng ấy là về disaccharide vĩnh cứ disaccharide cứ xong rồi viên và cái thọ disaccharide cứ xong rồi viên xo pi cứ mình lấy thả mono mono saccharide pi nước xong chỗ kia để đọt tranh nâu mùi molecule tực bà
đi sạc rít đầy sầm khăn cứ miễn được chia sạc rốt ẩm bơ ở score dương nhắm nâng bà hay là tốt màu tốt ấy nâng bà chia bộ phết score đầy dương ai nhắm bán ưu tà hồ sạc rốt thì bà nằm bị gặp chụp được viên glucose hay nâng fructose bà sạc rốt nâng mô lực sạc rốt đầy chia đi đi sạc rít nâng cứ chia cả chụp khí rồi viên molecule glucose hay nâng fructose hay đọa chanh atom khác nữa trong molecule từng pi này cứ miễn cả đặt chân mà chân luôn. Ok, tới chế polysaccharide bà. Polysaccharide cứ chia carbohydrate bà, để miễn molecule thom bà, thom khác. Cứ molecule thả xây bộ mũi hạt đọc ổ bạm nữa cứ miễn chân luôn ăn đòn chẳng. Polysaccharide cứ ảnh rộng y tử lý bởi sân chìa vì rộng y tử lý mình thả rộng cả bổng bậy và bởi bổng bậy ở tới cứ dương tự tụ bàn monosaccharide mà nên thả mình thả monosaccharide xong chỗ này trả ơn tự bàn khai cho chìa polysaccharide nhé. Polysaccharide xong khăn cứ miền đôi chìa bộ phụ amidon bộ phụ glycosen và amidon cứ miền là khăn nông bộ phết ngô là khăn nông bay là khăn nông băng dương và cứ miền amidon glycosen, dextrin và rồi có cellulose, đa cellulose phía trên cứ miền nó đam nó không rụng chiệt bà bản lại phải chờ nên cứ xâm bảo cellulose bản tổng mà thiết cứ dương mơ tới là lipid bà lipid cứ chi sản thiết đài miền nó không phê bị bệnh quá trên này cứ lipid cứ bộ phê bây giờ hạn dễ tới cứ chi khlánh bà đài viên mình lấy không tự ấy cứ vì ở chỗ chật thực tế tại dương ai rung lia viên nó chỉ mùi sa thiết rung lia sẽ đầy riêng miền đôi chi bộ chloroform, nichrometan, etia bạn bộ phụ nâng cứ dương ai rung lia lipid bàn bộ lipid xâm nhằm mình cứ chi bà cứ mình đây tha nó phải đầy dương bỏng bay được thơ y hydrolysis bà tại lời lipid nâng cứ dương ai tụ ba sa thiết bằng có sa thiết bằng có mà tới đôi chi lipid xâm nhằm phía chân chi estia đôi chi khlanh rư có prey rư có chiệt ấy nưng cứ chi ester này đai miên khsai carbon wen dương ha này axit carboxylic đai ha tha axit khlanh nưng ba đôi chi khlanh chăng khlanh khlanh sắt cứ chi khlanh này cọ cứ cợt trên pi triglycerol ba ester này triglycerol chi muay nưng axit khlanh đai chi axit khlanh chaep hay popu ពពុះប្រេងបាទប្រេងរុក្ខជាតិគឺបានកើតចេញអំពីអាស៊ីតខ្លាញ់មិនឆ្អែតបាទនៃទ្រីគ្លីសេរ៉ុលដូចគ្នាដែរបាទលីពីតចុងក្រោយហ្នឹងគឺលីពីតតូលគឺមានន័យថាលីពីតតូលជាប្រភេទលីពីតដែលមិនរងប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូលីសទេទោះបីជាយើងដាក់នៅក្នុងសូដ្យូមអាស៊ីតឬក៏សូដ្យូមបាសក៏ដោយឥឡូវយើងមកមើលសំណួរនិងលំហាត់នៅក្នុងជំពូកហ្នឹងបាទទី1គឺគេឲ្យយើងសរសេរសមីការបាទអុកស៊ីតកម្មគ្លីកូសបាទដោយសារធាតុបន្ទោតូឡង់បាទសារធាតុបន្ទោតូឡង់គឺជាប្រាក់នីត្រាតបាទដែលនៅក្នុងទឹកអាម៉ូញ៉ាកបាទអញ្ចឹងយើងសរសេរសមីការចុះបាទគឺដំបូងយើងដឹងថាដើម្បីបង្កើតសមាធាតុមេថាធាតុបន្ទោតូឡង់បានគឺយើងត្រូវយកប្រាក់នីត្រាតដាក់ចូលជាមួយនឹងអាម៉ូញ៉ាកទើបយើងទទួលបានកំភ្លេចមួយដែលគេហៅថាធាតុបន្ទោតូឡង់ធាតុបន្ទោតូឡង់នឹងគឺគេហៅថាជាកំភ្លេចប្រាក់បាទកំភ្លេចគឺយើងសេតម្រងបែបនេះណាប្រតិកម្មប្រព្រឹត្តទៅនឹងគឺប្រព្រឹត្តនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានបាទព្រោះយើងដឹងហើយថាអាមូញ៉ាកគឺមានលក្ខណៈជាបាសបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើប្រតិកម្មជាមួយនឹងក្លូកូសបាទក្លូកូសនោះយើងនឹងទទួលបានប្រតិកម្មនេះមានន័យថានេះគឺជាក្លូកូសបាទក្នុងមជ្ឈដ្ឋានបាសបាទយើងនឹងទទួលបានខ្លាយទៅជាកាបូអ៊ុកស៊ីលិកអាស៊ីតបាទកាបូអ៊ុកស៊ីលិកអាស៊ីតហើយនឹងទឹកបាទនឹងទឹកអញ្ចឹងកន្លែងអាល់ដេអ៊ីតនឹងគឺមានលក្ខណៈជាអាស៊ីតបាទមានលក្ខណៈជាអាស៊ីតប្រតិកម្មរងប្រតិកម្មអុកស៊ីតកម្មទៅយើងទទួលបានបាទទទួលបានកាបូអ៊ុកស៊ីលិកអាស៊ីតបូកទឹកហើយនឹងបោះអេឡិចត្រូនបាទអានេះគឺជាកន្លះសមីការណាបាទហើយរ៉ាទីតូឡង់នឹងទូរងរ៉េឡូកម្មទទួល1អេឡិចត្រូនដើម្បីបង្កើតបានជាលោហៈប្រាក់វិញបាទលោហៈប្រាក់នេះនឹងអាមូញ៉ាលោហៈប្រាក់នេះអ្នកនរគ្នានឹងអាចមើលឃើញនៅក្រៅកែវបាទអ្នកនរគ្នានឹងឃើញកែវហ្នឹងព្រោះដូចរាងកញ្ចក់
Tại sao ca có cơ này lô hạ lô hạ bạc bà ta đâm bay sẽ xây mấy cả tổ dạy cả bán này khi thử cún bà ở bàn ở lấy trong những pi pi đôi khi bà từ bà vô sẽ xây mấy cả tổ dạy cả bàn bây giờ sẽ xây mấy cả tổ dạy cả cứ vô à để ít bộ cho mùi rẻ tiếp tố lông bộ không mạch chất thản bà bà hay dương tự tố bàn bà chỉ axit tức hay những lô hạ prạ bà lô hạ prạ cứ cơ pi đón bà bộ vi prạ ở pi đón mình được buôn ammonia ok tiếp bí cứ cái tha cái miên sôi trong saccharose và hai nên glucose và cái số tha ta prai vị thi kimi để mình đấy đồng bày ở score tha sôi trong nửa mùi mùi bản nữa vị thi kimi cứ ta dùng prai pratikam kimi mùi nè để ai nhảy tha mùi chia saccharose mùi chia glucose và rồi có cái hạt tha atta sanyanakam và atta sanyanakam đồng bày nhảy saccharose nên glucose bán cứ dùng mới saccharose và saccharose cứ chia polymer và cứ chia xong tốt chia đi saccharide và đi saccharide đầu viên glucose hay đường fructose và chúng ta hãy để sao vì chia đi saccharide vì ăn miếng protein cho mùi sa thiệt bằng tua tô lắng rứ có tự phê lên như thế và chứng sa thiệt bằng tua pi nâng cứ ăn miếng protein cho mùi nâng saccharose thế và hãy bây giờ dùng việc tự rong hydrolyze cho mùi nâng acid và rứ có phở enzyme nốt dương nâng từ tua bàn chia glucose hay nâng fructose và tới bây giờ mới glucose win và glucose cứ rong oxy được cắm chỉ mới nâng tự phê lên nhưng thiện bằng tua tổ lòng nè cứ dương thôi tới dương nâng khơi blood pool vì bằng cách bàn tới chia lô hạ prạ nâng á và rồi có lô hạ prạ bật sân chia nâng hay prạ tự phê lên nâng nâng có cách bàn tới chia có nấy tông đèn và có nấy tông đèn hai glucose nhận như ai vô vi từ phơi lập bẩn mà để pro enzyme crom ampe là bằng enzyme glucose ai rong chia lập bẩn và lập ban để chia ethanol mà để ban chia ethanol rồi coi những ai tham lập chia sả mà những glucose ai vô tập lập sả bán để sạc rốt ở ai vậy mà chân glucose rong rây độ cam tiết bây giờ ở bia rong rây độ cam chỉ muốn những usman hydroxen đại miền catalico rồi có pro chỉ muốn và sodium và tetra borat và tetra hydroxen borat và mình thấy Na B H bốn và chẳng perong rê độ cam nó cứ về những khai từ chia poly poly alcohol và cứ mình thấy thà bằng công từng ó cứ miền oxy sai OA những chân nuôn pram mùi và tí bay và hydrolyze amidon nôm oi bàn chia glucose và vì vậy đừng ấy cứ glucose cứ chia monomer này amidon và amidon từ ó ban bằng plain chia glucose và ta mà sử dụng này glucose tích tích chiến rư tròn chiến rư có sma mà amidon pe cho thua pratikam mà chia âm năng năng rồi bỏ nè và chân dương đừng ai thà glucose cứ chia monomer này amidon và ta nè hiện thà trong đường thà ta mà rồi bảo viên nữa sma nừng mà rồi amidon ở đấy anh đã bị viêm bầm bay ở hơi nữa mà nên thật đơn thuần làm bay ban ăn mình đóng cứ thử glucose cứ thử cho rôm khnì và cho rôm khnì đầm bay và đầm bay cái đầm bay bằng cách ban chỉ sầm pon hơi nâng bắt bằng atom môi trường nguồn thế là bay đại pratikam bằng cách ban chỉ glucose với như là idenly bằng cách ban chỉ glucose với viên nâng tạo cam molecule môi trường nguồn cho rôm mà để cho nên mà bảo viết cứ bằng cách chỉ achran chiang và achran chiang ở lại dương môi trường lại glucose đã được tụ bán cứ tràn chiềng mềm mà tràn chiềng mà bảo amidon và mà glucose nữa cứ tràn chiềng mà amidon đấy xa nó pe để cho rum thôi pratikam đấy xa tha nó pe dương thôi hydrolyze nó cứ dương dương chồng nành bán molecule tự và để đảm bảo bằng cách bán chia glucose cứ dương nên tụ bán molecule tự và để trong năng ca trong năng molecule tự đứng ấy để thừa ở mà bọc glucose nướng cứ cần lại và mà glucose cần lại việc tăng sau mấy ca protein này bây giờ này cứ chia amidon này mà amidon á và hãy dùng thật bộ đường mà tự tới bán sau đường mà glucose và tam chữ ba về sao má cứ mình để tham mà bọc glucose và mà bọc glucose này này glucose nó càng đậm nữa cứ sma đựng mà bỏ amidon bộ chung mùi nướng mà tực bạn
chứ nó ao mà rồi bỏ gluco nướng cứ thôm chừng mà bỏ amidon bà ní cứ chịu ẩm nang để dùng ai sẽ xây chảy màu nhé dùng ai bị chịu bẹp ní đi buôn sẽ xây máy cá protein để nuôi ao miên cầm nó ethyl alcohol bà cầm nó ethanol nữa bà rồi coi dùng hạt ta ethyl alcohol đây đang tranh bị amidon và sẽ xây máy cá để cầm nó alcohol tranh bị amidon chứng nếu như thật đơn tha amidon cứ ăn ai phơi lập bơ nằm bay bằng cách bạn chị alcohol tế và tụi bay chị dùng pro vấn đề nếu như đơn tha hay vậy bạn dùng ai phơi tập bay phơi xa tập bay tranh bị co dùng bạn vì pro tầm bốn nướng cứ amidon cứ từ rong italy đòi ông simpson mà nằm bay khai từ chia ấy khai từ chia glucose tầm máu bạn glucose rong ông sim mùi to tiết từ bằng cách bạn được chia alcohol nướng carbon dioxide nhé carbon dioxide cứ bắt bắt bằng carbon nguội bạn ok riêng về rong ông sim pi đòn ok trong nội thì pram cứ cái oi kiện đi chồng luôn monomia này sơ say cả ba mà sơ say cả ba nướng cứ miên ma molecule cứ ba mà rồi chất sơ pram pram mơn ba gram không mùi máu ba hơi bộ phận sơ say lén mà sơ say lén cứ ha pram rồi cao sập mơn ba gram không mùi máu ok chứng kiện này monomia mà nên nếu trong school đầm bay kiện niệm monomia bán cứ nên trong school mắc máu robot monomia nè bà chẳng robot mon polymia robot sợi dây các bà cứ carbon trong muối hydrogen đáp o o pram n nè chấm po cellulose bà các bà sợi dây các bà này hiện đang ấy cứ chia cellulose nè cứ chia cellulose cứ miền mà rồi chất sản phẩm 50 g ក្នុង 1 mol ណាប៉ុន្តែនេះត្រូវ score mass mole របស់ monomer ហ្នឹងបាទរបស់ monomer cellulose ហ្នឹងគឺអីគេបាទគឺ C6 hydrogen 10 oxygen 5 បាទអញ្ចឹង carbon គឺមាន mass mole 12 យើងគុណនឹង 6 ទៅ bow ឲ្យ hydrogen 10 ហើយ bow ឲ្យ oxygen គុណនឹង 5 បាទយើងនឹងឃើញ 162 g ក្នុង 1 mol chẳng hạn cứ chia mà máu năng mùi monomia chẳng hạn khi trong trong đằng chấm nuôn monomia viết thà ta miên bằng màn monomia do mà máu được bọc polymer nên chạy oi monomia tới nên khởi chấm nuôn monomia ấy bây chạy tới cứ do bà mà rồi chất sập ram mới chạy oi mà rồi họ sập pi tới nhưng khởi thà bán mùi mới ram mùi mới ram bay rồi bảy bà đây sang chấm nuôn monomia cứ mà mơn bằng bảy rồi bảy chấm bùa sợi len cứ đôi khi đấy sợi len cứ sợi len có chia cầm có trên pixel để lộ đôi khi đấy với chân mà mô rồi bằng monomia với cứ mà rồi họ sập pi đôi khi chạy tới những khởi thà miễn bảy mơn bằng mười bốn bùa rồi mập hầy bà nếu cứ chia chấm nuôn monomia ở miền khnà đấy nè chấm nuôn monomia này này thà miễn chấm nuôn phần màn đòn này thà miễn chấm nuôn miễn monomia phần màn đòn chứ ok tiếp theo mỗi cứ dùng một lipidol lipidol có miền molecule xâm nhầm đáy phần tay hạt với bạn chia kê ở một thái chia lipidol mà mấy bạn viên miền molecule xâm nhầm đối kia hạt với kê mình hào thang lipid xâm nhầm vì bố thả ấy kê vì bố thả lipidol nâng mình rong italy thì tầm bây giờ dùng đạc axit đạc bạc ấy châu cả đó có rong italy đáy cứ nâu đạc đáy